Đây là cái series gọi là series nhìn lại đi. Thì mình sẽ đi gặp các bạn mà đã làm dự án chung với lại phim của họ và có một chút interview coi là năm ngoái của họ đã làm ăn như thế nào. Thì tập này sẽ có Triết. Chào các bạn, mình là founder của The Chain Space. Nếu như các bạn không nhớ thì đó là tập đầu tiên của series Cơ. À, Triết là cái thằng đầu tiên mà chịu nhận lời mình để mình quay một cái series documentary thử nghiệm. Thật sự thì cái series documentary này nó cũng thay đổi cái sự nghiệp của mình khá nhiều. Cũng cảm ơn Chiết đã góp phần trong năm 2019 của quả nó thú vị hơn. Nhưng mà trước khi mình bắt đầu á thì tại vì Chiết là một thằng bán pomade cho nên là cái đầu của mình Chiết không có chịu. Đúng rồi, đối với mình mà một người khách bước vô showroom của The Chain Space mà có tóc như thế này thì tụi mình sẽ bắt bạn khách đó ngồi xuống ngay để tạo kiểu liền. Dạ xong rồi nha mọi người. Cảm ơn Chiếc đã có một cái quả để cho mình cái quả đầu rất là chất. Đây là lý do bạn nên đi cắt tóc thường xuyên hơn. Giờ tới cái màn tiết mục đầu tiên đó là reaction về cái video cơ đầu cơ đồ mà mình làm hồi đầu năm cho Chiếc. Nếu như các bạn chưa biết thì đây không phải là clip đầu tiên mà nhân và team của Quả quay cho The Chain Space. Mà nếu như các bạn có tìm hiểu về brand của mình sau khi xem cái clip cơ đồ thì các bạn sẽ biết là cái video đầu tiên giới thiệu về brand The Chain Space vào năm 2015 thì cũng là chính là do Nhân quay. Dạ yeah. Má, hồi đó tao làm animation của chuối vậy. Không ba, lúc đó tao không quan tâm về chuyện đó, quan tâm là nó nhìn mặt tao non dễ sợ luôn. Này là tao ra hồi tháng 2 nhưng mà quay là quay trước 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 Tết đúng không? Đúng rồi, là năm rồi đó. Kể từ clip này thì cũng thay đổi nhiều, thay đổi trong cách sản xuất, thay đổi trong nói chung là nhân công. Nhưng mà có một cái không thay đổi là sản phẩm thôi. Chất lượng sản phẩm, không phải là sản phẩm thì hình như là cũng có đổi một chút. Con này hồi đó là con clay, con gì đó. Đúng rồi, này là clay pomade. Thì lúc đó là làm theo cái hướng nó cổ điển một chút xíu, còn bây giờ thì brand cũng có điều chỉnh về bộ nhận dạng thương hiệu và cách đặt tên sản phẩm, cũng như là có điều chỉnh để nó phù hợp với nhu cầu của khách hàng hơn. Nhưng mà chủ yếu thì bây giờ vẫn cố gắng là mặc dù là có scale up và có tiếng Việt là gì ta? Mở rộng Cũng hả? cũng có mở rộng cái khâu sản xuất này nhưng mà vẫn cố gắng duy trì được cái tính handcraft ở cái craftsmanship ở trong đó, cái vẫn giữ được những cái thủ công. Phải Mày nhớ con này không? nhớ Everyday hồi đó xài là 100% luôn, bán cho khách nào cũng kiểu khách sẽ nhắn lại kiểu xài làm sao, còn có một số khách khác là thậm chí là đánh 1 sao 2 sao luôn, nói sản phẩm sao cũng được. tại tại nó giống đèn cày đúng không? Đúng rồi, thiếu cái thiếu 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 cái cọ ở giữa thôi là xong rồi đó. Nhưng mà Đốt đốt làm sách thơm được. đúng rồi, đó là sách thơm được. Nhiều khi tiếng gọi của thương hiệu mà làm sách thơm nhưng mà Cũng có khi ai biết được, có khi năm sau có cái gì đó mới. mốt ra sách thơm nhưng mà các bạn có thể cạo ra để vuốt lên tóc. Hay idea đó hay đấy chứ, một cái USB rất là lạ. trường trường hợp đi đi du lịch mà quên mang theo sáp thơm hoặc là mang theo sáp vuốt tóc thì bạn có thể dùng cái còn lại. À, với lại tao cho mày coi cái khúc này nè.
Ok. là tức là năm ngoái á, cái lúc mà làm sản phẩm này á thì nói chung là Chí cũng còn non tay, mình cũng còn non tay, mọi người cũng đều là kiểu học tập lẫn nhau cùng đi lên thôi. Thì có một cái đoạn này xuất sắc luôn, tao nói thiệt với mày là sau khi tao release clip này, mày tức là nếu mà tao không nói thì sẽ không ai biết. À. Clip này đã được khoảng bao nhiêu, mười mười mấy Mình nghìn, như 10 13 à 14 ngàn. 14.000 view, Đúng rồi. nhưng mà chắc chắn là tất cả các bạn đều không thấy chi tiết này. Nhưng mà mình á, mình xem vào á, mình không bao giờ quên được. Cứ mỗi lần mình coi clip này mình thấy đúng đúng cái khúc này. Mày để ý trên trán mày nè, ngay đây nè, cái khúc đó là tao xóa mụn cho mày. Nhưng mà có khoảng nửa giây nhỏ xíu á là nó Là lòi ta thấy ra, lời cùng nó lòi ra tới ba cục mụn đó. Tại vì cái cách mà mình làm á là mình copy cái miếng da từ cái phần trán lành sang cái phần trán mụn, không copy cái miếng da từ cái phần trán lành sang cái phần trán mụn. Nhưng mà khi cái lúc đó vậy sau kiểu đó phần mềm nó track không có tốt á, cái này nó thay vì là nó xóa một cục mụn thì nó lại nhân lên thành ba cục mụn. nó sẽ làm Khủng nên khiếp. là bí bí quyết cho các bạn là chọn mẫu nào đó, nói chung là bắt đầu là đã là hạn chế nhất những cái imperfection rồi thì sau đó không cần phải lo nữa. Ok, còn tại đây là founder thì không kiếm được mẫu khác để thay founder thôi thì phải chấp nhận vậy. Cuộc sống startup đúng không chứ? Đúng rồi. Ok thì câu hỏi đầu tiên nha. Ok. Lúc mà diễn lần đầu tiên mày diễn cái phim này cho tao á thì mày thấy sao? Cảm giác luôn đứng trước ống kính là sao? Thì thật sự là đối với cái clip hồi năm 2015 á, thì không hề có xuất hiện mặt ra, không có lộ mặt ra và không có cần phải nói gì hết, nên là mọi thứ nó trơn tru lắm. Nhưng mà còn khi mà bắt đầu phải lòi cái mặt chuột ra rồi á, thì hơi ngại, kiểu camera shy đồ rất là khó diễn đạt được cái mình muốn nói, thậm chí là đã có script rồi. Thì mọi chuyện nó trở nên là trơn tru hơn khi mà sửa script dần 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 để nào đó nói nhanh và nói gọn nhất mà xúc tích nhất, nhưng mà Thôi nói chung là vẫn sai, kiểu nhìn camera thì vẫn ngại. cho tới bây giờ luôn hả? Sau đó thì có quay một cái project nhỏ, cũng là một nhóm các bạn sinh viên bên MIT, làm một cái project hình như với PJ's Coffee Việt Nam hay sao á, thì cũng mời mình làm mẫu nữa và lại kêu mình học script nữa. Và cái mình tệ nhất là học script, tại vì mình không phải là diễn viên nên là lại nói sai rồi nói cái mà mình thấy nhiều nhiều người gặp phải nhất khi mới bắt đầu đứng trước ống kính là nói giống như là cái tone đang nói với người bình thường ở ngoài đời. Thì thật ra khi nói như vậy lên camera thì nghe nó chậm lắm, hoặc là nghe nó đục lắm cái âm thanh. Thì sau này khi mà đã được học hỏi rồi thì mới hiểu là để mà lên camera hay thì giống như phải la vô camera vậy đó, nói nó lấy hết sức bình sinh mình ra thì nó sẽ hay hơn. À, đúng, tại vì cái clip này thật ra lúc mà tao về tao edit đó, cái mà tao mệt nhất là tại mày nói quá chậm ba, Đúng rồi. nói cứ rề 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 rề. Nhưng mà cái đó là cái tính cách của Chiếc, thì mình không có những cái để nói chân thật á thì mình không có sửa được. Thì sau này Chiếc cố gắng quay nhiều video thì nó sẽ thu hút cái năng lượng của mình, nó sẽ thu hút hơn. Mấy cái đó cũng phải tập khó mà. Tao làm vlog tao cũng Khó lắm. mười mấy tập, tính ra là tao làm được mười mấy tập vlog rồi, nhưng mà nó vẫn chưa có gọi là quá thu hút. Đó là giây phút phải đánh đổi thôi, là mình tập cách tự nhiên trước ống kính hay là tự nhiên với một con người bình thường. Thì cuộc sống vlog thì nên chọn là tập cách thân thiện và gần gũi với cái camera nhất. Thật ra có một số người họ vlog rất là kiểu cái con người của họ ở ngoài nó đã có một cái gọi là cái năng lượng nó thu hút á, thì khi mà lên cái camera họ diễn á thì nó sẽ bắt hơn, nó sẽ Đúng rồi, đúng rồi. Thì
Còn nếu như những người đã ít nói rồi thì lên camera còn ít nói hơn nữa. Mặc dù là các bạn nghĩ là xung quanh không có ai hết thì có khỉ gì đâu mà sợ. Nhưng mà tại vì sau đó thì kém như là bạn có một cái cảm giác là kiểu đăng clip này lên thì kiểu trời biết bao nhiêu người sẽ coi clip mình thấy mình vậy, nhưng mà sự thật là đăng lên không ai coi đâu. Đúng rồi, tao cũng tự nhủ vậy. Lúc mà mới đầu làm đó tao cũng kiểu má, kiểu sợ đăng mình lên cho thiên hạ nhìn thấy dòng nó đánh giá đó, rồi sau cái cũng mới nhận ra nếu ai coi cả cái nói chung là cái thuật toán của social media bây giờ sẽ không cho phép mà kiểu bạn mới xuất hiện mà bạn nổi tiếng liền đâu, cái viral đó thì khó lắm. Nên là giống như là cái channel của bạn sẽ phát triển cùng với bạn luôn, nên là nó cũng là một cái điểm tốt. Nên là những clip đầu tiên không có nhiều view thì cũng nên cảm thấy may mắn ha. Từ từ thì sẽ hợp lý hơn. Tại vì lúc mà tao làm cái phim này cho mày á là tao không có cho mày coi trước khi tao e. Đúng rồi. Chỉ có tới khi e thì mày mới biết được là cái phim nhìn nó làm sao thôi. Thì cái cảm giác lần đầu tiên coi phim á mày có nhớ không? Ấn tượng lúc đó như thế nào? Kiểu nhìn nó sướng lắm kìa. Tại vì quay đợt này thì phần chính là do chiếc kiểu chiếc không có tự tin trước ống kính á, nên là phải quay lại thứ hai, là kiểu quay hết ngày luôn, xong rồi bỏ hết nguyên ngày đó quay lại thêm ngày thứ hai. Thì khi mà thấy mọi thứ thành hình mà kiểu nhìn chu cha, nhìn nó thiệt là smooth, thiệt là đẹp á, thì rất là kiểu sảng khoái, kiểu rất là sướng. Cái cảm giác sướng kiểu như mình cũng nhân vật chính mà mình lung linh quá, kiểu giống như vậy. Thì khá là vui khi với lại thứ hai là cũng là được vinh dự là cái tập đầu tiên của series nữa, thì cũng được nhiều bạn xem và ủng hộ. Tao cũng không ngờ là cái engagement cho cái video này nó nhiều, tất cả tới nay là 14.000, là cũng nói chung là con số nó không phải là quá lớn nhưng mà nó cũng là lớn trong cái channel của mình. Đó phần lớn là tại vì cái social media khi mà chiếc xe lên á thì các bạn đón nhận rất là nhiệt tình. Cảm ơn các bạn. Rất là vui khi mà biết là sau bao lâu đó mà đăng lên mỗi clip trở lại thì các bạn vẫn xem và ủng hộ và luôn theo dõi những cái bước phát triển của The Change Bay. Rồi thì từ khi mà e phim cho tới bây giờ thì The Change Bay đã có những thay đổi gì? Có gì khác cái video này? Cái hồi nãy lúc mà đang coi reaction cũng có nói á, thì cái có thay đổi về cái quy trình sản xuất, nghĩa là mình nghĩ là cũng một phần là nhờ video của Cơ Đồ nữa, nên là nhiều bạn biết đến The Change Bay hơn và các bạn cũng ủng hộ và mua nhiều sản phẩm của tụi mình hơn. Vì vậy thì phải scale up cái mảng cái quy trình sản xuất, nghĩa là có thêm người rồi phải tăng thêm hệ nấu, cũng như là phải quy chuẩn cái quy trình nấu lại. Tại vì từ việc là một mình làm với lại bắt đầu có những người giúp mình rồi thì mọi thứ nó phải quy chuẩn hơn. Tại vì có thể thay đổi bất cứ cái gì trong quy trình sản xuất nhưng mà cái không bao giờ được thay đổi theo quan niệm của mình đó là chất lượng đầu ra, nghĩa là cái sản phẩm cuối cùng cầm trên tay của khách hàng thì hay là mình khi mình cầm trước khi mình quyết định cho ra xưởng đó, thì nó vẫn phải y nguyên như vậy. Còn cái mà khác nhiều hơn đó, là cái nhận diện thương hiệu, cái sự nhận biết của thương hiệu thì nhiều sau gần 4 năm, từ năm 2015 tới nay là 4 năm, hơn 4 năm rồi. Thì kể từ cái video đầu tiên tới giờ thì có rất nhiều The Change Bay đã có thêm rất nhiều khách hàng. Và đa số khách hàng thì đều không biết là sản phẩm này được làm bằng tay, cho đến khi hỏi hoặc là được anh em bên team trả lời hay là nói thêm, tư vấn thêm thì họ mới biết là đồ handmade. Thì khi mà có cái clip này rồi thì người ta lại càng thích thú hơn nữa, kiểu là biết tôi đang cầm trên tay một cái hũ handcraft nè, chứ không phải là một cái đồ sản xuất công nghiệp.
Và họ có cái thấy bắt thấy có nhiều người lấy câu chuyện nó đi kể kể cho bạn bè nghe nữa, rồi bạn bè lại đến ngược lại showroom và kể lại câu chuyện đó cho chúng mình, thì mình nghĩ đó là cái kết quả ra từ video. À, thì cái thay đổi mà mình thấy lớn nhất của Chí là Chí mở một cái showroom. Chí Đúng chưa rồi, nói về vấn đề này. đúng rồi, đang định nói tới nè. Nghĩa là tháng 2 thì e video này xong á, thì tụi mình cũng đã có cái plan trước đó cũng 1 tháng là sẽ tìm một cái địa điểm để mở showroom. Thì nãy giờ mình cũng nói là khách hàng đến showroom này kia, thì tụi mình tìm được một cái showroom khá là ưng ý ở quận 3. Thì đó là lần đầu tiên mà những cái sản phẩm là trên Space có một cái chỗ trưng bày nó công khai và mọi người có thể đến và ngắm nghía, có thể là ngửi thử mùi hay là được tư vấn về sản phẩm hay là được dùng thử sản phẩm lần đầu tiên. Còn trước đó thì The Chance Bay là 100% online, chỉ có còn nhớ cái thời đó là khách hàng kiểu qua nhà kiếm tới nhà luôn, xong rồi nhiều lúc đi làm về 10 giờ 11 giờ đứng đứng gõ cửa ngoài cổng á, phải đang mặc quần xà lỏn đồ ngủ đồ mới cầm hàng xuống ra bán. Nhưng mà cũng rất cảm ơn các bạn là đã ủng hộ là trên bay suốt cho đến khi mà chúng mình mở showroom, thì bây giờ mọi thứ nó đã thuận tiện hơn rất nhiều. Có rất nhiều người bắt đầu hỗ trợ mình để có thể đưa sản phẩm đến tay các bạn nó thuận lợi hơn. Rồi New Year Resolution của mày là gì chứ? Thì New Year Resolution của tao với The Chance Bay á, thì là để cho nhiều người biết hơn về cái thứ nhất là về cái khái niệm sản phẩm all natural đã, nghĩa là họ muốn muốn đưa đến đến cho họ đủ thông tin hơn là tại sao những sản phẩm mà có nguyên liệu đến từ tự nhiên á, nó sẽ có những cái nó không có được được gọi là sướng giống như là sản phẩm công nghiệp. Ví dụ như là cái chất sáp tại sao nó hơi đặc hơn, nó hơi cứng hơn so với một cái mỹ phẩm mà mua ở siêu thị hay là ở drugstore chẳng hạn, kiểu lấy ra rất là mềm, rất là mịn, kiểu vuốt lên rất là cái cảm giác vuốt rất là hay. Nhưng mà tại sao sản phẩm tự nhiên thì lại sẵn sàng đánh đổi cái chuyện đó đi? Rồi cái lợi ích của nó là cái gì? Đổi ngược lại. Và thứ hai á, là để mọi người biết nhiều hơn về cái tên là Chance Bay nói riêng, và như hồi nãy là nguyên cái thị trường những cái sản phẩm handcrafted nói chung. Tại vì từ lúc mà The Chance Bay ra đời năm 2015 cho đến giờ có rất nhiều cái brand khác, cũng rất nhiều cái bạn khác đã có cái đã thấy cái ý tưởng này hay. Nhiều anh em cả lớn lẫn nhỏ cũng đã bắt đầu có những cái brand rất là hay cho thị trường, thì như vậy thì khách hàng sẽ có nhiều cái lựa chọn nó gọi là healthy hơn. À, với lại mày có thể giải thích chút xíu lúc mà mày nói là cho mọi người hiểu thêm về cái tên The Chance Bay, vậy thì có thể nói luôn là tên The Chance Bay có nghĩa là gì không? Tại vì tao chơi với mày cũng hơi lâu rồi, nhưng mà trong trong cái video thì thật ra là cái lúc mà lần trước quay á là có một phần giải thích ngắn về cái tên The Chance Bay, Rồi. nhưng mà không có edit vô, không có mấy cái tôi để edit. Thì nhân cái dịp này mình nói thử cho khán giả nghe coi tên The Chance Bay có nghĩa là gì. Thì thật ra nói sao nhỉ? Thì thường những cái brand một cái thương hiệu họ sẽ chọn cái tên là một chữ, kiểu có thể là tên riêng hay là gì đó, nghe nó rất là hay, nó rất là lạ. Thì đơn thuần là tại vì mình không có cái chất nghệ sĩ trong người thôi nên là không có cái tên giống như vậy. Nhưng mà còn The Chance Bay á, thì nó như dịch dịch mà dịch thẳng tẹt ra luôn á Vịnh đàn thì ông gọi là vịnh đàn ông, hoặc là nói thân thiện hơn là vịnh trai, nói nghe. vui đó thôi. Nhưng mà đó là cái mình muốn đặt ra cho cái thương hiệu này, nó sẽ là điểm dừng chân cho bất kỳ cái người con trai nào, bất kỳ người đàn ông nào. Thì trong năm mới á, thì The Chance Bay cũng có những cái kế hoạch để roll out những cái để ra mắt những cái sản phẩm để nó phục vụ nhiều cái mục đích khác nhau hơn của đàn ông. Ví dụ như tóc, không đừng suy nghĩ như thế nhé,
chưa đến được như thế đâu. Nhưng mà ví dụ như về tóc tai rồi thì sẽ đi những cái khác về cosmetic, về mỹ phẩm, ví dụ như là skin care hay là chăm sóc về tóc thì phải có chăm sóc về râu, ví dụ như cạo râu, dưỡng râu. Bên cạnh đó là những cái về lifestyle nữa, tại vì cái đó cũng là một cái nhu cầu mà mình thấy là một người đàn ông hiện đại nên có những cái accessories mà mình có thể sưu tầm hay là để trang trí trong nhà để có cái sự độc đáo hơn. Thì đó là cái tên của The Chance Bay muốn gói gọn lại, nghĩa là một cái nơi dành riêng cho những quý ông, những người đàn ông mà khi họ đến họ biết là họ sẽ tìm được những thứ mà họ thích và họ sẽ dùng được, chứ không đơn giản chỉ là nhìn đẹp không. Ok, đó là cái nghĩa làm sao cái tên của The Sense Bay. Nói chung là tao cũng chỉ có bao nhiêu đấy câu hỏi cho mày thôi. Ok, video cũng hơi dài rồi. Nói chung là chúc mừng năm mới các bạn và chúc chiếc năm mới thành công. Và các bạn có thể nhiều khi là các bạn sẽ gặp lại chiếc trong một tập nào đó trên phim của quả tiếp. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một năm mới nhiều thành công và tất cả mọi điều mình mong muốn đều sẽ đạt được. Link của The Gen Space mình sẽ để ở phía dưới này nha, với lại địa chỉ của showroom của chiếc luôn, các bạn có thể ghé xem thử. Ok, cảm ơn các bạn. Chào mọi người.